chào mừng các bạn đã quay trở lại với Di Động Việt. Như đã biết thì mới đây tại sân khấu triển lãm MWC 2019, Nokia đã chính thức giới thiệu loạt di động mới của hãng. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là mẫu Nokia 9 Pure View, chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị cụm 5 camera sau. Rõ ràng là với hệ thống ống kính 5 camera thì Nokia 9 đang là mẫu điện thoại có nhiều ống kính ở mặt lưng nhất trong lịch sử di động. Và chính sự vượt trội về số lượng đó đã khiến giới đánh giá cảm thấy rất là thích thú. Vậy thì câu hỏi đặt ra là hệ thống camera của chiếc điện thoại này sẽ đỉnh cao đến mức nào? Về cơ bản thì điểm đầu tiên chúng ta cần làm rõ là hệ thống camera 5 ống kính của Nokia 9 Pure View sẽ không giống như bất kỳ một hệ thống camera nào khác trước đây. Thay vì chỉ sử dụng hệ thống camera cùng các ống kính có tiêu cự khác nhau như là góc rộng hay là telephoto, thì HMD Global trang bị cho chiếc Nokia 9 Pure View 5 ống kính để có độ phân giải là 12 megapixel, phổ độ f/1.8. Trong đó thì có 2 ống kính chụp ảnh màu và 3 ống kính chụp hình đơn sắc. 5 ống kính thì đều là của Zeiss. HMD Global cho biết khi chụp ảnh thì cả 5 ống kính sẽ chụp cùng lúc với 5 mức độ phơi sáng khác nhau. Sau đó thì hệ thống camera với con chip xử lý hình ảnh chuyên dụng sẽ ghép 5 bức hình này thành một ảnh duy nhất để có thể thu lại nhiều chi tiết nhất. Có thể thấy là cách kết hợp các hình ảnh được chụp lại với nhau tương tự như phương thức chụp HDR. Tuy nhiên, theo nhiều phóng viên có mặt tại MWC 2019 thì giao diện chụp hình trên Nokia 9 còn khá là thô sơ và thiếu trực quan. Do đó thì công ty sẽ cần phải đầu tư nhiều hơn vào phần mềm để có thể tận dụng tối đa sức mạnh của hệ thống 5 ống kính này. Về hiệu năng camera của Nokia 9 thì nhiều trang tin đã có được những đánh giá nhất định. Các ảnh chụp thực tế ban đầu của sản phẩm đều được đánh giá rất tốt về độ sâu của trường ảnh, khả năng giả lập bokeh cũng như là giải tương phản động rất ấn tượng. Tuy nhiên thì điểm trừ của camera trên máy ảnh này là khả năng chụp ảnh với định dạng gốc rất chậm, phải mất tới 6 đến 10 giây đồng hồ để máy có thể lưu đầy đủ bức ảnh, trong khi chuyển sang chế độ chụp ảnh bình thường thì lại chụp khá là nhanh. Điều này có thể được giải thích là phần cứng của máy hiện chưa thể đáp ứng được nhu cầu xử lý của hệ thống nhiều ống kính như vậy, cũng như là phần mềm chưa được hoàn thiện nên sẽ cần phải có thêm thời gian cho công ty này để cải thiện thêm. Ngoài camera thì các đặc điểm khác của Nokia 9 khá bình thường so với tiêu chuẩn của flagship hiện nay. Máy được hoàn thiện từ mặt lưng kính, hơi cong nhẹ ở hai cạnh bên để tạo cảm giác cầm nắm dễ hơn. Viền xung quanh màn hình đã được làm mỏng hơn so với thiết bị tiền nhiệm, tuy nhiên thì hai phần viền trên và dưới vẫn khá là dày. Trên thực tế thì ngoại hình của Nokia 9 Pure View có phần kém nổi trội hơn so với những smartphone ra mắt gần đây. Màn hình 5,99 inch của sản phẩm này có tỷ lệ là 18:9. Màn hình này có độ phân giải là 1440x2880, đạt chuẩn Quad HD cộng và dùng công nghệ OLED. Điểm trừ trên sản phẩm này là máy sử dụng con chip Snapdragon 845, không phải là Snapdragon 855 mới nhất và không hỗ trợ 5G. Ngoài ra thì máy được trang bị 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Pin đi kèm theo máy có dung lượng là 3320mAh, có hỗ trợ sạc nhanh 18W qua cổng USB Type-C. Camera selfie của máy thì có độ phân giải là 20MP. Model này cũng đạt chuẩn chống nước là IP67. Máy được trang bị cảm biến vân tay bên trong màn hình, nhưng không phải là loại cảm biến siêu âm như là Samsung Galaxy S10. Máy nằm trong dự án Android One và được cài đặt sẵn trên nền tảng hệ điều hành Android 9 Pie. Đây là một điểm cộng khi nó cho phép thiết bị được hỗ trợ cập nhật phần mềm tốt hơn. Bên cạnh đó thì Nokia cũng tích hợp khá nhiều tính năng mới đáng chú ý. Và cuối cùng, Nokia 9 Pure View có giá là 699 USD, mức giá khá mềm so với chuẩn smartphone hiện nay. Dự kiến là máy sẽ được bán ra vào cuối năm 2019. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy để lại comment ở bên dưới video này cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì Di Động Việt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.